được ngày nghỉ, cho nên sẽ đi chợ mua đồ về nấu ăn. Và để mình xem coi á, trong chợ Costco ngày hôm nay sẽ có cái gì nha các bạn. Mua về để nấu món gì ăn gì. Mọi người cùng xem nha. Ô, nắng quá đâu. Hả? Nắng, nhưng mà bữa nay trời mát mát không anh, lạnh lắm. Đó. Ủa? Ủa? Candy ơi. Hai người quay phim này, con quay phim này, quay phim cho mẹ coi coi. Quay phim chụp hình cho mẹ coi coi. Ờ, quay hả? Đây các bạn. Tới Christmas rồi, bắt đầu cái họ trưng đồ mà Christmas để cho mình mua. Đó ha. Đi mắt 1400. Ê, bao tay kìa. Để mình coi thử bao tay này nó bán rẻ không. Nó ấm rồi. Nó nhiều loại lắm. Không thấy giá anh. Không thấy giá. Coi có giá không. Mẹ đi. Chim đẹp các bạn ơi. À, ngọc trai đẹp không con, đẹp không? Mua về tặng mẹ một cái ha, hay là mua cho mẹ một cái ha. Hả? À? Cái nào đâu, cho con chọn cái nào đẹp, cái nào đẹp chỉ mẹ ơi. Nào đẹp đâu? Em gì chọn cho mẹ một cái coi. Ừ? Đó, hình nè, chọn. Nhắn, nè, con muốn mua dây nè, có 99 đô nè, để con mua thời gian nè. Rẻ không? Bà mẹ, bà mẹ, bà mẹ, bà mẹ, có 99 đô để con mua ở đây rồi. Ngoài kia rồi, giá 18, 18. Cái này 14. 14, 14. Hôm bữa anh mua đồng hồ, thứ ở đây á anh. Mua đồng hồ này dạng 14 hả? Các bạn thấy nè, bây giờ là tới mùa đông rồi, bắt đầu họ bán áo ấm và đồ giữ lạnh rất là nhiều luôn rồi. Áo len rồi nè. Đó, bao tay nè, áo này áo giữ ấm nè các bạn. Hả? Cầm bao tay á hả? Mà cái đó loại giày nó may nhiều lớp là phải hả? May lắm. Trời, anh đi tới cái quầy nệm nha. Sao chắc hả? Mấy 30 đô. 50 mấy đô là nó con. Mặc quá. Có súng trường nhau nít. Bên kia là bên gì? À, pro. Đi xuống đây nè anh, đi dưới đây, dưới đây, dưới đây. Đi xuống quầy đồ ăn nè, đi xuống quầy đồ ăn. Rồi anh mê rồi mọi người. Đi nè, lẹ lên. Nhanh. Đi qua đây có nè, có xe nè, bên đây có xe nè, lẹ lên, bên đây. Hey, xin chào tất cả mọi người, bây giờ mình mới về tới nhà mà mình thấy các em nhỏ đang đi ở ngoài đường á, xin kẹo á các bạn. Đó, đang đi ngoài đường xin kẹo rất là vui. Và mình cũng bật đèn lên. Bữa nay mình cho kẹo mấy bé à, đây nè các bạn, mình quay cho bạn xem nha. Để mà cho bạn biết được là ở bên đây họ chơi Halloween như thế nào mọi người. Mua thùng kẹo nè. Đó, đó. Đó. Chút nữa mà mấy bé tới thì mình sẽ cho. Ờ, con hả? Đi xin kẹo không? Đi đi đi, đi xin kẹo với mấy bạn không? Ok, các bạn thấy mình không? Mình đi gần tới cái bóng đèn rồi nè. Bây giờ tới cái nhà này các bạn, họ có trang trí Halloween đó các bạn. Mình sẽ đi vào và mình quay cho các bạn xem nha. Mình thấy ở đây họ trang trí Halloween dễ thương quá. Mình đi đó mình quay cho các bạn xem nha. Đây nè các bạn, đó, họ trang trí rất là đẹp dễ thương không? Ở đây có một cái trái pumpkin. Ha, à, đây có trái pumpkin, đó có một cái lối đi vào. Đây có hình con ma nữa nè. Ở đây rất là trang trí rất là dễ thương luôn. Nó có cái phun khói nữa các bạn. Xa xa đằng kia là có cái con Spider-Man, con mèo. Đây, có hình đó nè. Rồi xong,
ở đây bà có cho candy candy rồi nè yêu. Đây, các bạn thấy không, cái con nhìn dạng Spiderman đó. Yeah. Ôi mai. Ôi. Các bạn xem nè, nhìn ghê quá yêu ghê quá. Hello, trang trí dương quá à. Squid. Đây là trái pumpkin nè, ở tay nữa nè các bạn ơi, nhìn ghê quá. Yêu. Nè các bạn. Cái tay nè, ghê. Ôi, có candy nè. Please candy. Yes. Yeah. There you go. Oh my. Thank you so much. Yeah. Enjoy. Okay. Goodbye, good night. Yeah. Bên đây nữa mọi người, nãy họ trang trí dễ thương nè. Có cái con này. Cái người ghê quá à. Nhìn ghê thiệt luôn á. Đây nè, có con chó đó nè. Ủa phải cái là con ý. Ôi đụng vô nó nhảy luôn, ghê quá. Đây nè, có con nhìn nhện. Đây có con mèo với mấy con nhện ở dưới nè. Ở trang trí dễ thương quá à. Ủa con nhìn nhện trên đây nữa nè mọi người. Ôi dễ thương quá à. Họ cũng trang trí video rất là dễ thương ha. Cái Halloween rất là dễ thương. Dưới đây có mấy trái pumpkin nè các bạn. Bằng dây điện. Ồ, bên kia tối quá không thấy. Bên đây có hai cái con. Ồ, có hai cái con ma. Con ma. Bên đây con mèo nó bị ngã rồi. Bịt. Giờ con này ngã rồi. Nó các bạn. Cái con ma nó bự nè, nó ngã rồi. Còn bên đây nữa. Cái con này nữa. Con này nè, nó tối quá các bạn thấy không? Đó các bạn thấy không? Đồ ghê chúa. Ô mưa rồi. Wow. Ướt. Yeah. Con này con mèo. Ai? Con này con mèo các bạn. Con mèo ở đây à. Pumpkin với con mèo. Bây giờ mình đi về.